Mình thì quý có một món quà gì tặng chương trình không? Quý lãng mạn thì không thể nào mà thiếu một cái món quà trong ngày đầu tiên gặp mặt được. Quý hát đi quý. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngần ngơ đắm say anh chia buồn bối rối, chợt làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua, đường dài tay trong tay anh kết mùa xuân nói đắm say. Và rồi em đi thật xa, em mang tình yêu không phôi pha, mỉm cười khi bỗng nhớ em nâng câu hát, hát yêu em thật nhiều, nhớ mong em thật nhiều, muốn theo mây và gió đến phương trời đó em đợi ai. Nếu mây kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời, nếu xa xôi đành để riêng anh không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa, biết đâu mai này là mây thanh thang người say bên mình. Hay quá. Nghe không em? À, em có ạ. Chị ơi, anh ấy, bạn ấy hát hay quá. Rồi, anh ấy đi cũng được, chứ bạn ấy cái gì trời ơi. Anh ấy cũng được mà. Dạ. Nha. Rồi, hello, chào em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Và bây giờ thì quay lại với bạn trai. Bây giờ em hãy giới thiệu về mình đi ạ. Em tên là gì nè, đang ở đâu, năm nay em bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Em là Quý ạ, tên đầy đủ là Lý Hoàng Quý. Em năm nay 24 tuổi, chuẩn bị 25 tuổi. Hiện đang ở khu vực Hà Đông, Hà Nội. Hiện đang làm chuyên viên tư vấn tuyển sinh tại trung tâm Anh ngữ APAC chị ạ. Wow, vậy là giỏi tiếng Anh đúng không? 25 tuổi mà chị dọn mặt gì mà bún ra sữa vậy, tôi tưởng đâu mới 18 đôi mươi chứ. Tại người em nhỏ đấy cho nên là mặt em phải lâu. Hiện tại là Quý đang ở với ai? Hiện tại là em đang ở mình. Vậy em ba thuê mẹ đi đâu? Trọ ở mình. Ở trọ. Ba mẹ em ở Lạng Sơn ạ. Em là gốc ở Lạng Sơn. Mời em gái giới thiệu, tới phiên em nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh trai bên kia. Em tên là Huế ạ. Năm nay thì em cũng 24 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em là một nhân viên sale ạ. Sale về gì em? Em sale về quần áo ạ, cho công ty ạ. Rồi. Chị ơi, em cũng cùng quê với cả bạn đấy ạ. Lạng Sơn. Dạ. Wow, trùng khớp nha. Rồi, Huế mộng, Huế mơ. Thì hiện tại là Huế đang ở với ai? Dạ, em đang ở một mình ạ, ở Bắc Ninh ạ. Nhà thì em cũng thuê nhà ở chị ạ. Là hiện tại là đang ngồi đây ghi hình là đang ở Bắc Ninh. Dạ. Còn em là Quý là đang ở Hà Nội. Dạ, em đang ở Hà Nội ạ. Bắc Ninh với Hà Nội cách nhau bao xa vậy? Chị không có rành luôn á. Tầm khoảng 30 cây chị ạ. Rồi. Không đến 2 tiếng nữa. 30 cây. Bởi vậy Quý có 30 phút à. Rồi, ok. Vậy là cũng thuận tiện rồi ha. Nhưng mà được cái là hai bạn cùng quê Lạng Sơn với nhau nữa, chắc là cũng có nhiều điểm tương đồng đây. Nhiều khi là ăn uống ẩm thực hay là cái sở thích nó cũng giống nhau thì sao. Bây giờ hỏi Quý trước nè, bình thường thì điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thấy em vui vẻ dễ gần, ai em cũng có thể làm quen được, ai em có thể bắt chuyện được, mọi người nhờ gì em cũng giúp, và giúp được thì em giúp hết mình. Thì em ưa những người ôn hòa nhẹ nhàng, không thích những cái sự mạnh nhẹ bằng tay chân ấy. Em chủ yếu là thích nói chuyện ôn hòa nhẹ nhàng thôi, và nếu mà gặp được những bạn mà ôn hòa nhẹ nhàng thì em cảm thấy rất là thoải mái sống, vô tư nhẹ nhàng lắm. Có điểm yếu gì hay có tật xấu gì không? Em thì không được khéo tay lắm, thêu chùa xong rồi nấu nướng thì em không có giỏi. Nấu nướng thì em biết đủ nấu để có thể sống thôi, chứ để mà nấu ăn ngon thì em không tự tin lắm. Em khá là hiền lành nên là thường bị những người, một số người họ dễ bắt nạt em. Em hơi có một chút nó cổ điển như kiểu London vậy, truyền thống như kiểu Hà Nội, đúng rồi. Cũng hơi có một chút năng động, vui vẻ như kiểu Sài Gòn vậy. Em thích nếu mà lãng mạn thì chắc là nó phải như Paris chị ạ. Lãng mạn như Paris, cổ điển như Hà Nội, năng động như Sài Gòn, ok, rất hay. Nghe cái qua cái cách giới thiệu của anh á, thì em thấy em và bạn đấy có một cái vài điểm nó khá là tương đồng với nhau ạ. Hòa đồng, vui vẻ và giúp, nếu mà muốn giúp một ai á, thì mình không từ chối, hoặc có thể là nếu như là trong vòng khả năng của mình thì là mình cũng giúp hết mình. Điểm yếu của em á, thì cũng không biết nấu ăn cho lắm. Em có thể là nấu được những cái món mà nó đơn giản thôi ấy. Chứ còn nếu như là cái món nào mà cầu kỳ quá thì em cũng không làm được. Sau này mà có ý định là lập gia đình ấy, em nghĩ rằng là mình sẽ học lớp nấu ăn ạ. Rồi, tốt, trời ơi, ta có ý cầu tiến vậy là được rồi. Có tật xấu gì không cưng? Em hay ngủ nướng. Những cái ngày nghỉ ấy, thì là em có thể là ngủ đến tầm khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ em dậy.
Em dậy xong rồi em ăn xong rồi có thể em lại ngủ luôn cũng được. Còn vậy ăn là được rồi, nhiều khi chị ngủ một hơi chị không ăn luôn tới chiều tối luôn á chứ. Rồi, tham gia với chương trình của mình thì quý có một món quà gì tặng chương trình không? Lãng mạn thì không thể nào mà thiếu một cái món quà xong ngày đầu tiên gặp mặt được. Quý hát đi quý. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngần ngơ đắm say anh chia buồn bối rối, chợt làm nên câu ca, chợt gọi mùa xuân qua. Đừng dài tay trong tay anh em mùa xuân nói đắm say. Và rồi em đi thật xa, em mang tình yêu không phôi pha. Mỉm cười khi bỗng nhớ em, anh nâng câu hát. Hát yêu em thật nhiều, nhớ mong em thật nhiều. Muốn theo mây và gió đến phương trời đó em đợi ai. Nếu mây kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời. Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời. Nếu xa xôi mình thì riêng anh không rời. Để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Biết đâu mai này là mây thanh tha người say bên mình. Hay quá. Nghe không em? À, em có ạ. Chị ơi anh ấy, bạn ấy hát hay quá. Rồi, anh ấy đi cũng được chứ bạn ấy cái gì trời ơi. Anh ấy cũng được mà. Dạ, em cũng sẽ hát được một đoạn thôi chị nhé. Em sẽ hát bài Em yêu anh ạ. Của Lương Bích Hữu ạ. Ok. Một người đi chắc sẽ không quay trở lại. Một người mang nỗi đau suốt bao đêm dài. Không còn anh còn em ở đây. Ôm chặt em và tay nắm tay. Vai em gầy đêm khuya lạnh lòng càng nhớ anh. Trời ơi, nó đang còn nghe hay mà thiệt tình. Sao quý thấy giọng ca của Quế như thế nào? Nghe cảm động. Nghe cảm động. Nghe cảm động. Thấy tình trường của em như thế nào quý? Đến hiện giờ thì em đang có khoảng 3 bạn cũ. Thì có một bạn kiểu rất là sâu đậm với em ấy. Bạn ấy hiện giờ đã có gia đình và lớn hơn em 2 tuổi. Bọn em quen nhau từ thời điểm mà em học năm lớp 12 và bạn ấy thì đang học năm 2 đại học. Sau khi lên đại học thì bọn em có những cái con đường riêng nên là bọn em không dành tình cảm cho nhau nữa. Thế nên là dù sao thì đấy cũng là một tình đầu của em nên là nó rất là ấn tượng với em. Và trong thời gian gần đây thì độ khoảng 1 năm nay thì em cũng chưa có bạn nào. Còn hai mối tình sau là lý do như thế nào chia tay? Là không hợp nhau hả hay là như thế nào? Cái quan trọng nhất mà em rút ra là hai người phải có cùng một cái con đường tương lai. Cùng quê thì càng tốt. Okay. Thì nó sẽ tiện. Trước tiên là hôm nay Quý với Quế là cùng quê rồi đó. Thì để coi nó có sự trùng hợp gì nữa hay không nha. Rồi bây giờ thì tới đường tình duyên của Quế thì sao nè. Quế có bao nhiêu mối tình rồi cưng? Từ trước đến nay thì em cũng có 2 mối tình. Mà cái mối tình đầu tiên của em á, thì để cho em nhiều cái ấn tượng nhất thì em quen anh đấy được tầm khoảng 2 năm. Sau đấy thì em mới yêu. Bọn em yêu nhau thời gian thì khoảng hơn 1 năm thì bọn em chia tay ạ. Chia tay là bởi vì bọn em có khá là nhiều cái điểm nó không được tương đồng với nhau cho lắm. Và cũng một phần nữa chắc là do cái lúc đấy là tuổi còn khá là trẻ, mọi cái suy nghĩ của mình nó chưa được chín chắn ạ. Sau với anh này thì cái thời gian thì ngắn thôi ạ. Chỉ trong vòng vài tháng thôi ạ. Khi mà hai người không cho nhau được cái thời gian ấy thì tình yêu thì nó không được bền cho lắm. Nói chung hai bạn đều là những người trẻ thì trải qua những mối tình để mình rút kinh nghiệm thôi, chứ nó cũng là chưa thật sự là quá sâu sắc với mình. Rồi bây giờ thì hai bạn hãy diễn tả sơ sơ về cái ngoại hình của mình một chút xíu cho đối tượng dễ hình dung. Bởi vì mình là đang cái chương trình là mai mối online, một lát nữa tụi các em có thấy mặt nhau thì cũng chỉ nhìn thấy được có cái mặt không à, không có nhìn thấy được cái body của nhau nha. Bây giờ mình phải khai thành thật nào. Bây giờ Quý nào, Quý cao mét mấy? Em thì thành thật mà nói. Em là cao 1m65, cân nặng là chỉ khoảng độ 56-58 cân thế thôi. Trông em khá là gầy. Chị thấy em nhỏ con thôi chứ không phải gầy. Tuy nhiên được cái em tứ chi đầy đủ, ngũ quan cũng hài hòa nên là cũng lắm. Em tự tệ lắm. Ok, vậy là tốt rồi, tứ chi đầy đủ, ngũ quan hài hòa. Tuyệt. Rồi, còn Huế. Chị ơi, em thì thấp hơn anh ấy nhiều ạ. Em chỉ có 1m50 thôi và em nặng có 45 cân. Có gì đặc biệt nữa không? Con người của em thì chắc là được mỗi cái tính của em thôi, khá là dễ tính.
Rồi, ok. Thế bây giờ thì Quý, em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Không cao hơn em. Đương nhiên rồi. Ok, đồng ý. Cân đối, hài hòa. Thực ra thì em không đặt nặng lắm những cái thứ tiêu chí bên ngoài. Chủ yếu là cái tâm của các bạn như thế nào. Thế thôi ạ. Ok, vậy còn Huế? Cao hơn em ạ, tầm khoảng 1m6 trở lên ạ. Rồi. Không mập quá, nhưng bạn đấy thôi là được ạ. Trời ơi, chưa thấy người ta mà nói như bạn ấy là được. Trời ơi. Không, cái đấy là cái hình dáng mà em đang tưởng tượng ra đấy. À, ok, ok. Em không cần là một người là lúc nào cũng cầm cái điện thoại lên để suốt ngày nhắn tin cho em như thế này như thế kia. Nhưng mà em cần một cái người mà sau mỗi những cái giờ làm việc hãy dành cho em một tiếng để hỏi em là em đã ăn gì chưa, hoặc là hôm nay em làm việc như thế nào. Rồi. Tôi lại thấy hai bạn rất là nhiều sự trùng khớp với nhau. Và bây giờ không để cho quý vị khán giả chờ lâu, hãy cho các bạn ấy kết nối với nhau ngay bây giờ ạ. 1 2 3. Hello, đẹp trai. Ôi sao đẹp trai thế? Ôi sao đẹp trai thế? Rồi nói chuyện với nhau đi hai đứa. Bây giờ em đang hồi hộp quá, em chả biết em muốn nói gì luôn á. Hình như là đây là lần đầu tiên em phải ngồi trước một cái anh chàng đẹp trai như vậy luôn. Ủa, chị nhớ lúc mà em đăng ký chương trình là em đòi hỏi là phải có một bạn trai đẹp trai mà đúng không? Bởi vì là từ trước đến giờ em toàn yêu người xấu, cho nên là giờ em yêu cầu vậy đó chị. Mà bây giờ đúng ý em chưa? Vượt xa ý của em rồi chị. Là đẹp trai hơn cái mức em tưởng đấy ạ. Ok, vậy chúc mừng em nha. Nãy giờ nhỏ dạ, im gu kìa. Sao sao rồi Quý? Biết nói gì luôn ạ. Thật sự bạn nói thế em không biết nói gì hơn, em ngại thật. Để ít nhất phải anh cảm ơn em đồ gì thì mắc cỡ gì không biết nữa. Thôi bây giờ vậy, chị Tường để cho hai bạn nói chuyện với nhau một chút xíu. Chị Tường sẽ quay trở lại tự nhiên hỏi thăm nhau, ăn ở đồ, địa chỉ rồi hẹn hò như thế nào, quan niệm tình yêu hôn nhân gia đình gì đó, hai bạn thả thính cho nhau đi. Dạ. Rồi. Đang ở riêng đúng không? Ừ, tớ đang ở riêng. Tôi giờ chỉ muốn hỏi là nhưng mà cậu ở chỗ nào Lạng Sơn đấy? Tớ ở Văn Quan. Cậu ở đâu Lạng Sơn? Văn Quan. Tớ ở thành phố cơ. Nhưng mà Văn Quan thì cũng không xa lắm, thì quê tớ cũng có người quen bác họ hàng ở trong đấy. Chính xác là chỗ nào Văn Quan? Tớ ở Tu Đồn á. Rồi, biết. Khoảng thì lên Lạng Sơn thì tầm khoảng 30 phút thôi. Cậu có về không? Chắc là tớ sẽ về. Nếu như cậu về cho tớ về cùng nhé. Được, tớ đang tớ ngại mà. Đứng ở đây tớ không nói ngại thì thôi, cậu ngại gì? Thật là tớ ngại lắm ấy. Tính như thế. Em cười tém tém lại Quế hơi Quế. Trời em thả thính quá, trời quá đất luôn. Này vừa qua hai cần ha. Ngoài sức tưởng tượng hả Quế? Chưa, em phải thả thính, em phải rước về bằng được ấy chị. Quý thì có vẻ trầm tính hơn Quế nha. Nhưng mà là từ chị thấy là hai bạn rất là xứng đó. Nhìn cái mặt xương xương qua cái màn hình, hai màn hình là thấy có cái nét hơi hơi là cái tướng phu thê đó nha. Hai cái lỗ mũi giống 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 nhau nè. Đó, tôi nói thiệt, thấy là cũng hơi ổn rồi đó. Hai bạn đã có cái lên lịch cái buổi hẹn hò gần đây nhất là lúc nào chưa? Chắc là vào ngày nghỉ chị ạ. Em có rủ bạn cùng về quê. Bạn đồng ý chưa? Đấy là có phải là bạn rủ đâu, đấy là tớ bảo tớ về cùng đường thôi mà. Mà sao nãy giờ không anh em đi mà cứ bạn với tớ nha. Quý chủ động anh em cái coi, sao mà cứ bạn với tớ hoài vậy nha. Bây giờ một phút thành thật nha. Bây giờ mình sẽ tự tố cái điểm xấu của nhau nha. Mỗi người sẽ tự nói ra ba cái tật xấu của mình. Em có cái tật xấu rất là xấu, đấy là em hay có vấn đề với thời gian. Là đồng hồ dây thun á hả, hay trễ giờ hả? Không hẳn là tại em cố tình đâu. Em bị tội là em không cái chỗ làm của em chẳng hạn, là đáng lẽ em phải đi xe độ khoảng 15 phút chẳng hạn. Nhưng mà em cứ nghĩ là đi xe khoảng 10 phút thôi. Thế nên là lúc nào em sẽ bị muộn khoảng 5 phút. Thì độ khoảng 1-2 lần đầu tiên thì em sẽ bị trễ giờ. Nhưng mà sau đó thì em sẽ đỡ hơn, vì em căn được chỉnh được cái quãng thời gian này rồi. Trời ơi, sao mình không dư ra vài phút đi cho nó thư thả. Đầu ấy, bao giờ em sẽ bị thế. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Em hay lạc đường lắm, em định hướng kém. Thứ ba thì em tức là em bị hạn chế trong cái việc là em chia sẻ với người khác ấy. Em cảm thấy rất là khó để làm cái việc đấy. Có vấn đề gì thì thường là hay giữ âm thầm thế thôi, không nói nhiều. Hiểu. Còn Quế thì sao? Em sẽ đọc sách vào khung giờ tầm khoảng 12 giờ trưa.
thì có rất là nhiều những cái hôm mà mình lại ngủ quá vượt cái thời gian đấy, không đọc được sách. Cái thứ hai nữa là em hay mắc bệnh nói nhiều ấy. Rồi gì nữa? Bởi vậy nên là chắc là nói nhiều hơn bạn nam bên kia rồi. Thôi kệ, phụ nữ mình nói nhiều một chút cũng không sao, đàn ông chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu là được rồi. Cái thứ ba nữa là bình thường thì là ví dụ như là bạn của em nó hay hẹn giờ là 6 giờ có mặt, có khi là 6 giờ thì em mới bắt đầu từ nhà đi hoặc là 6 giờ em mới chuẩn bị. Hai đứa giống nhau ghê. Mai mốt mà hẹn nhau hai đứa tự trừ hao luôn nhau nha. Bây giờ mình sẽ cảm nhận về nhau nhé. Mình chốt lại là mình có đồng ý hẹn hò với nhau, đồng hành với nhau hay không. Thì em cảm thấy bạn là rất là, sao nhỉ, trông rất là đáng yêu. Tính cách thì có rất là nhiều điểm tương đồng với em, bạn cùng quê với em nữa. Em thấy khá là thú vị, em rất là muốn tiếp tục tìm hiểu bạn. Tìm hiểu rồi thì nó sẽ lộ ra nhiều cái xấu lắm, lúc đấy có hối hận không? Cứ phải tìm hiểu đã chứ, còn chưa biết là đi đến đâu mà đã lo cho cái sự đấy thì phí lắm, điển vông lắm. Ok, với cảm xúc hiện tại của em thì em cũng chả biết nói gì chị ạ. Tại vì em thấy là bạn ấy cũng có nhiều cái điểm để tương đồng với em á. Mà hầu như là từ trước đến giờ thì kể cả là em có yêu hai bạn đấy thì điểm tương đồng của nó hầu như là không có ấy ạ. Cho nên là lần đầu tiên em gặp cái người có điểm tương đồng như thế thì em đồng ý ạ. Đồng ý để tìm hiểu ạ. Với ơi, về Lạng Sơn với anh nhá. Với anh nhá. Wow, nghe câu cảm động thế. Để thành phố chơi một hôm. Nếu như cậu mời tớ sẽ về. Trời ơi, dễ thương quá à. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu mà em quyết định là mặt trời thì em hãy để cái vòng tròn lên như thế này và mặt em cười thật tươi lên, sáng như ông mặt trời. Ok không? Okay. Còn nếu mà em dạ. Là mặt trăng á thì em để hai cái tay trước má và em mặt buồn cho chị. Ok không? Dạ, dạ vâng ạ. 1 2 chưa gì đã cười. 3 Mình dơ lên mình chờ nửa tiếng rồi. Trời ơi, người ta vơ từ hồi nào rồi. Chán cô ghê cô Quế, lần sau cô phải đọc kỹ nội dung của chương trình nha. Người ta kêu in ra không chịu in, khổ ghê luôn vậy đó. Rồi, thôi dù sao thì chị Tường cũng chúc mừng hai bạn. Rồi, Quý, cho tôi biết cái hẹn đầu tiên, ngày giờ, địa điểm. Tôi rình, tôi coi. Có lẽ là em mong được gặp bạn ở thành phố Lạng Sơn trong một quán cà phê em rất là thích. Ủa chứ không có đi chung vậy nhau hả? Đi riêng hả? Thực ra em rất là mong, nhưng mà vấn đề là cái công việc của bạn ấy, em cũng không biết là bạn sẽ sắp xếp như thế nào và cái giờ về của bạn như thế nào ấy, để có thể là cùng về cùng một chuyến với nhau ấy. Sao Quế? Tớ nói là chỉ cần có lý do thôi mà, còn tất cả có thể gác lại được. Chắc là vào buổi sáng đấy. Khi đó tớ qua tầm độ khoảng 9 giờ rồi sẽ tới Bắc Ninh. Phiền cậu ra bất cứ chỗ nào đấy có thể bắt xe trên đường quốc lộ đi về. Đó, mình sẽ gặp phiền nhau. Cậu mới sợ. Nếu như mà tớ không ra ngoài bắt xe thì cậu có vào đón tớ không? Cũng được, cũng không vấn đề gì. Thậm chí tớ xuống Bắc Ninh trước rồi mình cùng gọi xe từ đấy về cũng được. Tớ thì hay bị say xe. Rất là ngại đi ô tô. Thế đi xe máy vậy. Ok. Rồi. Cậu chỉ ở đường không? Nếu cậu chỉ ở đường thì tớ sẵn sàng dám đi. Tớ chỉ lo là đi xa tớ lạc thôi. Tớ có. Ủa? Được, thế được. Chưa thấy ai mà về quê mình mà sợ lạc đường luôn á. Tớ bảo rồi mà, tớ đi hướng rất là kém. Đi ô tô toàn ngủ thôi, nên là có biết đường đâu. Ôi trời ơi. Bao giờ về đến nơi thì là về thôi. Có nhau là được rồi. Chỉ cần hai đứa trên một chiếc xe có lạc đường cũng không sao. Đi tới đâu thì tới, nha. Rồi, chúc hai bạn có một chuyến về quê cùng nhau thật vui vẻ. Cảm ơn hai bạn đã đăng ký tham gia chương trình.